cách cài đặt email tên miền vào phần mềm Microsoft Outlook 2013. Và để thực hiện, các bạn thao tác theo hướng dẫn sau. Trước tiên, bạn mở phần mềm Outlook đã cài đặt trong máy tính. Sau khi mở phần mềm thành công, giao diện phần mềm sẽ hiển thị ra như màn hình các bạn đang thấy. Và các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, bạn kích vào File. Sau đó, bạn chọn Info. Tiếp đến, bạn chọn Account Setting. Chọn Media Setting, sau đó chọn Next. Bạn chọn tiếp Pop over iMac và ấn Next. Cấu hình thông số theo các thông tin sau đây, bạn hãy điền tên. Sau đó bạn chọn More Setting. Tại tab Outgoing Server, bạn tích chọn My Outgoing Server. Tại tab Advanced, bạn điền Port 3 là 995 và SMTP là 465. Sau đó bạn chọn tiếp SSL. Cuối cùng bạn ấn OK. Chúc các bạn thành công và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.